Chào các bạn, hiện tại mình đang ở chợ Mường Thanh các bạn nhé. Chợ Mường Thanh của Điện Biên. Thì chợ này sáng nào cũng sẽ họp chợ. Đấy, được bà con nhân dân lấy rau, củ quả, những cái nhu yếu phẩm thiết yếu ra chợ để bán các bạn ạ. Chợ này sáng nào cũng họp các bạn nhé. Đấy, không giống như những cái chợ phiên khác thì được họp vào chủ nhật, nhưng mà chợ Mường Thanh này thì sáng nào cũng sẽ họp chợ các bạn ạ. Bà con nhân dân ở trong thành phố hoặc là lân cận này thì đến chợ này để mua những cái nhu yếu phẩm thiết yếu rất là nhiều. Ở đây có rất nhiều gà các bạn ạ. Mình cùng dạo qua một vòng các bạn nhé. Đấy. Đấy, ở đây là có rất là nhiều luôn, những là thịt cá các kiểu các bạn. Đấy, có những cái gà ly là gà ở địa phương, gà bản đấy các bạn. Đấy, có những cái rau củ quả các bạn, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Chào cô nhá. Rất là nhiều vịt luôn. Ở đây là nước chấm cô nhỏ. À, nước chấm. Đây là thịt lợn. À, thịt sấy luôn. Vâng, cháu dạo qua chợ một tí cô ạ. Vâng, tham quan một tí hay. Cháu ở Lạng Sơn cơ cô ạ. Vâng. Chào cô nhá. Vâng. Vâng, tí cháu đấy, cháu dạo qua một vòng chợ đó. Đây các bạn thấy đây. Rất là nhiều những cái rau, cá này, đây là cá, chắc cá sông hay là cá đập. Cá đập với là cá sông, cá đập, cá hồ. Đây con rất là nhiều gà vịt cũng như các thứ. Đây, đây gà. Chào anh chị nhá. Đây là gà rừng đấy nhở. À, gà rừng tiếng dân tộc gọi là gì nhở? Cái thướn. Ừ, đúng rồi đấy. Đây cái thướn các bạn nhá. Đây gà rừng. À, gà rừng mà còn bắt được như thế này. À, đi bẫy. À, đi bẫy các bạn. Đẹp nhờ gà rừng. Rất là nhiều chỗ là không có cái con gà này rồi nhưng mà. Mua đi. Vâng, để em dạo qua chợ vui chơi một tí chứ. 500 một con. Vâng. Đây gà rừng các bạn ạ. Các bạn thêm cái chân của nó rất là đen này các bạn, chân đen các bạn thấy chưa? Đó, lông của nó này. Vâng chị ạ. Sáng nào chị cũng bán ở đây, anh chị cũng bán ở đây luôn. Hay. Đây rất nhiều gà. Em dạo qua chợ một tí chị ạ. Vâng. Đây là hay. Ở đây là cái góc của cái chợ này các bạn. Đây, vịt này rất nhiều luôn. Đó. Đây là cá các bạn ạ. Cá hồ ở đây. Đấy, rất nhiều cá, bán cá luôn các bạn ạ. Ở dọc này, ở bên cạnh này có một cái con sông. Sông này là sông Nậm Rốm các bạn ạ. Đấy, cho nên là ở đây cũng có rất nhiều cá cũng như là các thứ luôn. Chào chị nhá. Chị đang bán cái gì đấy chị? Quả cọ. Quả cọ à? À, ở trên này mới có các bạn ạ. Quả cọ. Đấy, chẳng nào mình cái nhìn thấy xa xa giống quả chám đen nhưng mà không phải chị nhở. Vâng, gần giống. Chúc chị đặt hàng nhá. Đây các bạn thấy chưa? Đó. Mình sẽ vào bên ở bên này là một góc bạn nhá. Đây các bạn thấy chưa? Đấy rất là. Đây ở phía góc bên này rất nhiều rau luôn các bạn. Ở đây là có cá các bạn ạ. Có cá, có rau, có cả sắn nữa các bạn. Đấy rất là đậm chất miền núi các bạn ạ. Đấy. Ở phía bên này là ở đây con sông, trong một hôm mưa nhiều hay sao ấy, các bạn thấy là dòng sông ở kia là nước khá là đục. Vì ở Điện Biên này thì vào rạng sáng thì mưa, nhưng mà đến trưa thì tầm khoảng 9 giờ thì bắt đầu hửng nắng các bạn thấy chưa? Đây là bắt đầu nắng lên này, nắng lên thì thời tiết rất là đẹp, rất là trong xanh.
đấy ạ, rất là thích hợp cho các bạn mà thích ngắm cảnh check in cũng như là ở đồi núi này. Đấy, đây là gia vị Tây Bắc các bạn nhé. Đấy, chẩm chéo chị nhờ, rất là hay. Và chẩm chéo đấy, các bạn thấy chưa, rất là hay luôn. Đấy, mình sẽ cùng đá qua chợ một tí, mình sẽ vòng qua bên trên. Chúc chị đặt hàng nhá chị ơi. Đây các bạn, đây các bạn thấy chưa, đây các bạn có thể dạo qua ở đây phía bên trong này. Chúng ta cùng dạo qua bên trong kia các bạn nhé. Ở đây là chúng ta sẽ thấy là một cái góc ở phía bên trên này, rất là nhiều thịt lợn các bạn ạ. Thịt lợn. Chào anh nhá. Đây. Toàn rau, gạo, gạo. Gạo này rất là ngon các bạn nhỉ. Đấy. Gạo này ngon đấy nhờ em. Đấy các bạn nhìn rất là trắng luôn. Mà nó hơi giá cao quá. Giá cao quá à cô? Không, gạo ngon thì phải như thế chứ cô. Gạo cấy lúa đã lên rồi bà. Đây, bán rau. Đây, bán rau. Đây, bán rau. Đây, bán rau. Rất là hay ở phiên chợ này bạn ạ. Bán rau hả cô? Rất là nhiều rau luôn. Vâng, cháu ở Lạng Sơn. Vâng. Sơn. Ơ cô, cái sao cô ở đây trên đầu là có cái tóc buộc lên. Ai lấy chồng là có cái tóc lên như thế kia à cô? À thái đen à? À. Tích vào đấy. Vâng, thế à. Vâng. Vâng, vâng, thế à, phong tục ở đây là cứ có chồng là phải có cái tóc búi tóc lên. À lớp trẻ không làm à? À thế em, lấy chồng chưa nhở? À lấy rồi nhờ, lấy à, không cấy tóc đấy lên để phân biệt giống như cô. Vâng. À thế à? À kiểu như là thời này có tuổi một tí, vâng, lớp tầm khoảng bảy mấy. Tuổi trẻ là đúng rồi, bắt đầu bỏ. Và bỏ dần bỏ dần. À. Giống như những cái trang phục dân tộc ấy thì bây giờ toàn là theo trang phục hiện đại hết, kể cả dân tộc đấy. Vâng. Vâng. Lạng Sơn các bạn. Con ở Lạng Sơn bác ạ. Vâng. Chắc hôm qua lên để ấy. Vâng, cháu. Vâng, cháu lên đây chơi một tí. Vâng. Tháng 5 đấy. Vâng, tháng 5. Vâng. 70 năm mới đấy. Nờ. Năm nay là 75 năm. Vâng. À. Cứ đưa tin nhiều đi để Điện Biên đi. Vâng, cô. Khách du lịch của mình là chắc chắn rồi. Vâng. Đúng rồi. Về khu vực này. Bác lôi làm gì có. Đúng rồi. Trên đây là có bảo tàng to và rộng lớn và nhiều. Vâng. Nhiều những cái đấy để lại ấy. Vâng. Vâng, đúng rồi, nhiều những cái trưng bày, những cái. Vâng, đúng rồi. Vâng. Mình phải làm một cái. Đúng rồi. Vâng. Lên cao bằng lên cái dốc mà thả thác bản dốc. Vâng. Vì là nhìn trên Facebook của thầy luôn. Vâng. Hôm nào qua bên đấy. Hôm nào qua bên đấy vui chơi các thứ được cô ạ. Chúc chị đặt hàng nha cô ơi. Vâng. Nói chuyện hơi lâu. Đây các bạn, rất là nhiều khoai luôn. Khoai này vừa nhổ về các bạn ạ. Đấy. Chào cô nha. Đây là rất là nhiều đấy luôn. Cả. Và đây là trà chè xanh. Đây là 5.000 một mớ các bạn. Đây các bạn thấy ở đây rất là nhiều những cái. Ở đây có bò. Ở đây thịt bò các bạn ạ. Ở đây là ôi rất là thơm luôn, mùi thịt bò các bạn ạ. Chào chị nha, chào cô nha. Bò này là bò mình nuôi ở trên đấy à? Thơm quá nhờ. Xa xa đã thấy thơm
rất là thơm luôn các bạn. Ở đây là bò nó được hun rồi, hun khói cái thứ. Ở đây có dạ dày, có dạ sách như vậy. Đấy các bạn thấy ở bên rất là nhiều. Các bạn thịt mông thì đấy rất là đỏ, thơm ngon luôn các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Đó. Cái này lấy về để làm phở, làm cái thứ cực kỳ ngon luôn. Đây là đang đó, thơm ngon quá các bạn. Mình là đấy luôn là mình mua vài cân về luôn đấy, nhưng mà ở đây khá là xa. Nên là mình chỉ quay cho các bạn xem nữa nhá. Ở đây có rất là nhiều rau má mùa này. Đấy rau má. Chào cô nha. Đây, ở đây là thịt lợn, thịt bản, cũng như là ở đây là thịt chào cô. Cho cháu xem qua một tí. Ở đây là có thịt lợn. Thịt lợn. Đó, thịt lợn đấy. Đây là thịt trâu à cô? À thịt trâu đó nhỉ? À đúng rồi, có từng thớ này thịt trâu các bạn ạ. Cái thịt trâu gác bếp cũng là thịt trâu sấy, trâu nướng. Ở đây là có cá, cá này cá chép à cô? Cá chấm. Vâng, cá chấm. Đây cá chấm hun khói. Hun là nướng lên như thế này rồi các bạn. Rất thơm ngon luôn các bạn. Có để chợ này thì được họp vào sáng nào cũng họp các bạn ạ. Cho nên là các bạn thích ăn gì thì các bạn cứ vào ra chợ này và mua về và các bạn ăn thôi các bạn. Chúc cô đắt hàng nha cô ơi. Đấy, ở đây là cũng là thịt bò nè. Thịt bò. Rất thơm ngon, ở đây toàn là hun khói qua luôn. Rất là ngon. Đấy. Bây giờ mình sẽ qua bên ở bên này rất là bán nhiều gạo ạ. Gạo này bao nhiêu tiền một ký đấy chị? 35 và gạo ở Điện Biên này luôn đấy chị. Đấy các bạn thấy ở gạo Điện Biên thì có cánh đồng Mường Thanh rất là rộng lớn các bạn nhá. À nếp nương thôi vào. À nếp nương các bạn ạ. À gạo nếp nhìn khác nhờ chị. Cái đây là gạo nếp à? À nếp nương các bạn nhìn bạn thấy cái dê quay gần cho các bạn xem này. Để nếp nương luôn, hay nhờ. Đấy, khá là thú vị. Đó, các bạn thấy là rất là đông tấp nập. Chúc cô đắt hàng nha cô ơi. Đây, các bạn thấy ở đây rất là nhiều nấm các bạn nhờ. Ổi là cái thứ này. Đây, mình sẽ qua bên này. Đây, chợ bờ gần sông Nậm Rốm các bạn nhé. Đây, rất là nhiều khoai luôn. Đây mình sẽ qua đây bên này một tí. Đây ở bên này có một số đặc sản như là măng, đặc sản Tây Bắc này. Chào chú nha. Đây là măng rỗi các bạn, đặc sản Tây Bắc này. Rất là nhiều luôn. Bán thịt lợn à anh? Lợn bản luôn à anh? À lợn đen luôn các bạn ạ. Đấy, bạn thấy chưa? Vâng. Đấy, rất là hay luôn ở đây. Ở đây có chặt từng khúc ra. Sáng nào cũng bán ở đây anh. À, vâng. Vâng, uy tín luôn nhờ. Đấy. Đấy. Vâng, đúng rồi, chuẩn luôn đấy các bạn. Không phải lợn xuôi hay lợn gì đâu. Đây là lợn bản bà con nhân dân ở trên này đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải đấy. Cái này lấy về để làm nồi lẩu hay làm súp hay làm gì ngon luôn. Giá cay. Đúng rồi. Là siêu chất lượng luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy. Chúc anh đắt hàng nhá. Bán được nhanh. Đây toàn lợn đen luôn các bạn ạ. Vâng, chào cô nhá. Đấy. Rồi. Vâng. Cái này lấy về để làm bà chỉ cũng như các thứ. Vâng, sấy. Hay là làm ở bên Lạng Sơn có một món là món khâu nhục ấy, làm từ thịt này cũng rất là ngon. Đúng rồi. Vâng. Phải đấy. Đây các bạn thấy chưa? Đó, giúp cô đắt hàng nha cô ơi. Vâng. Đây rất là nhiều rau luôn. Vâng. Đây rất là nhiều những cái nông sản ở địa phương các bạn ạ. Đấy. Chào cô.
Vâng, ta thái. Đây. Đây có rất là nhiều các bạn ạ. Đây rất là tấp nập luôn các bạn. Chào cô nha, chào em nha. Đây. Ở đây là rất là nhiều cá các bạn, cá sông các bạn. Đây, ở đây là cá. Rau quả, trứng cá các thứ. Đa số ở đây bán rất nhiều rau các bạn ạ. Cực kỳ nhiều nhiều rau luôn. Thơm quá. Đây là có ngô các thứ. Đây. Các bạn thấy là đằng sau mình là phiên chợ đó nha. Đó, nhiều người đi lại. Thơm quá. Mắc khén. Vâng. Đây mình sẽ dạo qua đây một tí ạ. Ở đây là thịt. Vâng, chào cô. Vâng. Đây là thịt bò rất là thơm luôn mà cô nhờ. Bò. Ở đây toàn là hun khói qua trước à cô? Đều là đấy. Vâng, mới mổ quan ạ. Đây rất là thơm ngon luôn. Đấy. Chúc cô, chúc bác đắt hàng nha bác ơi. Vâng. Vâng. Đây. Rất là thơm ngon luôn. Bây giờ mình sẽ đây có bán gà các bạn ạ. Đây gà rất là địa phương luôn. Chào cô nhá. Chim bồ câu các bạn ạ. Chào chị. Vâng. Vâng, em ở Lạc Sơn chị ạ. Chúc chị đặt hàng nhá chị. Ở đây các bạn thấy là rất là hay luôn các bạn. Ở đây là có đây là thịt trâu à anh. Bò. Đây các bạn thấy chưa? Đấy các bạn thấy là một góc của chợ Thiên các bạn. Cũng rất là hay, chợ này được họp vào dạng hàng sáng các bạn ạ. Đây các bạn thấy chưa? Vâng. Chào cô nhá. À, loanh quanh đây có một hàng quán các bạn ạ. Đây là quán phở, là quán gì? À, dạo qua chợ mới thấy một hàng quán phở. Đây đây rất là nhiều gà các thứ ở đây. Chào cô nha cô ơi. Ở đây gà, vặt lông gà cũng như các thứ ở đây luôn. Ở đây gà bán rất nhiều cô nhờ. Vâng. Đây gà bản. Toàn gà bản hết cô nhờ. Gà chân đen cũng là các thứ. Cái gà này gọi là gà gà ly à cô? Hay là gà gà gì? À. Không có gà mông nhờ cô. À. À. Đây gà. Chúc cô đắt hàng cô ơi. À. Đây các bạn thấy thịt lợn đen các bạn. Toàn là lợn đen thôi các bạn. Toàn rất là nhiều lợn đen các bạn. À. Chào cô nhá. Chúc cô đắt hàng nhá cô ơi. Ngày mai vâng. Toàn là sáng nào cũng bán đấy à cô? Đấy các bạn thấy chưa? Vâng, các loại thịt. Vâng, thịt nào cũng bán. Tiền gì thôi. Vâng. Cả mua chỗ còn nông vâng. Bán. Vâng. Đây, rất là hay luôn các bạn. Đấy, toàn có thể ghé qua cửa hàng của cô để đấy. Vâng. Vẫn còn trinh. Hay nhờ. Có hai chồng ấy. Cả nào không, ở đây là lấy chồng là có một cái tóc đấy lên búi lên ở đây. Bây giờ không ai người ta để kiểu đấy cơ. À đây. Bây giờ hiện đại là đấy nhỉ. Cô nhỉ? Nhưng mà phong tục mình vẫn phải lâu lâu mình vẫn phải có người Thái người Kinh là khác cơ. Đây là con
Mông. Chị Thái mới đấy thôi cô nhờ. Rồi, cũng hay mà đấy. Đây, vâng. Đây, cái này có được cái gì không? Cháu quay quảng bá ở đây một tí. Bởi vì cháu cho mấy cân thịt đi. Tí cháu quay lại, bây giờ cháu là dạo qua. Tí cháu quay lại. Cháu đang đi dạo quanh một tí cô ạ. Cháu ở Lạng Sơn lên đây trải nghiệm một tí thôi mà cô ạ. Vâng. Mua cho một cân đi đã hàng cho em. Vâng. Cái này em sim này. Vâng, thế hả cô? Sim tím này. À đây, hay tên hay cô ạ. Vâng. 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 Chào cô, chúc cô đơn hàng nhá. Vâng, bán được nhanh cô ạ. Vâng. Đây các bạn thấy rất là nhiều cửa hàng luôn các bạn ạ. Đây đó. Ở đây là thịt lợn các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Thịt lợn ở đây toàn lợn bản thôi các bạn, không có lợn xuôi đâu các bạn. Đấy. Cái củ này là củ gì đấy cô? Cô bác, củ này củ gọi là củ gì nhỉ? Củ khoai. Củ khoai à? Vâng. Tiếng dân tộc gọi là gì nhỉ? Mắt ngô. Mắt ngô, mắt ngô. Mắt ngô. Mắn ngô. Mắn ngô. Mắn. Mắn ngô. Ở đây là đào ở trên rừng thôi cô nhỉ? Hay là mình trồng? Cái mắn thì nó mới ở trên rừng chứ, cái này thì mình trồng chứ. À trồng thôi nhỉ, tại chị thấy cháu thấy lạ quá. Củ khoai này là trồng chứ. Vâng, củ khoai. À, à, đúng rồi, thảo nào là thấy nhiều đấy. Vâng. Đây là trồng. Vâng. Cháu đúng chưa thấy củ này bao giờ. Chào cô nha. Chúc cô đã đạt. Nhưng khoai lang thì thấy rồi nhưng mà à đây là trắng nhỉ. Ờ đúng rồi. Ờ khoai lang trắng, khoai lang trắng. Ờ khoai lang đỏ khác. Ờ đúng rồi có củ đấy thật. Tại cháu ra thấy đỏ. Rồi. À, thấy lạ lạ tí và tại vì cháu người được gì? cháu được thấy là cái củ gì ở trên mai. Củ mai là khác nhở, cháu cứ lớn lớn là giống với củ mai, đúng rồi. Củ mai kia và nó cũng đỏ cô nhở, nó đỏ cái đỏ cũng có, củ trắng cũng có, đúng rồi, củ trắng cũng có. Cháu là dân tộc mà cháu là cân tay quá. Vâng. Chúc cô đất hàng nha cô ơi. Đây các bạn thấy rất là nhiều rau luôn. Đấy bán rất là nhiều thịt bò với lợn là nhiều. Hoa này các bạn. Đây rất là nhiều gà. Nếu mà xem mà bán được người ta vẫn mua là gà rồi. Đeo mẹ họ mình đi nó cho luôn đi nó đéo mình bán. Đây mình sẽ dạo qua một tí nhanh nhanh các bạn. Ồ nắng lên là khá là nóng rồi đấy các bạn. Ồ đây rất nhiều chanh luôn các bạn. Ồ lợn bản các bạn thấy chưa? Chào anh nhá. Chào chú nhá. Đây là lợn bản hay là lợn Thái. Lợn Thái. Bắt trên mông về. Cháu đấy một tí nhá. Cái này giống lợn rừng nhưng mà không phải nhờ. Không phải, đây là mông luôn. Cái này ô cái thịt này nhiều đấy, béo con này. Ừ, con này béo lắm chú nhỉ. Đây rất nhiều mỡ luôn, mỡ các bạn lấy để về làm cũng như là các thứ. Thế này lấy về để làm kho khâu nhục là hay. Vâng. Đây, chúc chú đắt hàng nhá chú ơi. Đây các bạn thấy chưa? Đây là tầm khoảng trong khoảng 10 giờ các bạn. Đó, rất là nhiều, mình sẽ dạo qua một tí các bạn nhé. Rất nhiều lượt các bạn. Rồi, giờ bạn thấy mình đang qua bên này.
Ở phía bên này là phía qua bên trung tâm của Điện Biên các bạn ạ. Còn phía này là qua cầu Mường Thanh, mà cái cầu Mường Thanh này rất là nổi tiếng các bạn nhé. Đấy, cầu Mường Thanh là cầu Mường Thanh ở bên kia này các bạn. Đấy, rất là nổi tiếng luôn. Gắn với cái lịch sử vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 ấy các bạn. Đấy. Khi mà quân và dân ta tổng tiến công vào phía bên này ấy các bạn. Đó, từ cái cầu Mường Thanh kia và bắt được tướng Đề Cát Tơ Ly các bạn ạ. Thì đây rất là nổi tiếng các bạn nhá. Ở đây là có cá, chào bà nhá. Đây là cá Pia Pình nhờ. Pia Pình tộp các bạn ạ. Đây. Pia Pình tộp. Đấy, cá nướng các bạn ạ. Đấy. Đậm chất gia vị cũng là hương vị Tây Bắc này các bạn. Đấy. Vâng, của dân tộc Thái luôn. Đấy, rất là đấy luôn. Cái này là tính theo con hả con bà? Vâng. À, con 60, con 70. Rất là nhiều. 50. 50, 60. Vâng. Đấy, rất là thơm luôn. Chào bà nhá. Chào cô nhá. Chúc bà đắt hàng bà ơi. Rất là nhiều hương vị chẩm chéo là các thứ ở Tây Bắc luôn các bạn. Đấy. Ở bên này thì các bạn thấy là rất là nhiều luôn. Đây là toàn là rau rất là nhiều. Chào chị, chào cô nhá. Sẽ dạo qua bên trong chợ này các bạn. Ở phía ngoài này là chỉ phía rìa của chợ thôi, còn phía bên trong này mới phải là đấy các bạn ạ. Đây, rất là nhiều luôn. Đây có rất nhiều. Chào cô nhá. Đậu à cô, bán đậu. Đây. Ở đây có bún tươi như là các thứ. Chào bà nhá. Bún tươi cũng như là hoa bún, hoa nạ chuyên bán lẻ cũng như là các thứ. Ở đây có, chào cô nhá. Ở đây có những cái thịt gác bếp, thịt trâu gác bếp các bạn ạ. Đấy. Đã được hút chân không cũng như là các thứ rồi. Đó, rất là nhiều đồ nướng hương vị Tây Bắc luôn. Đó. Chào cô nhá. Đây. Đây các bạn thấy là rất là nhiều luôn. Đây là cá nướng các bạn ạ. Chào bác nhá. Đây là cá nướng. Tiếng dân tộc gọi là Pia Pình nhỉ cô? Pia Pình. Cá nướng các bạn ạ. Đấy. Rất là thơm ngon luôn. Cứ cố đặt hàng nha cô ơi. Đây là chẩm chéo. Vâng, tí cháu dạo qua chợ một tí cô ạ. Đây là rất là nhiều chẩm chéo các bạn ạ. Chẩm chéo Tây Bắc này các bạn thấy chưa? Đấy. Ở bên này có lợn. Đây là lợn à cô? Hay là trâu? À đây là trâu. Đây là lợn các bạn ạ. Đây là hút chân không hết rồi các bạn. Các bạn có thể lấy về cho vào tủ lạnh rất là ngon luôn. Đấy. Đó. Khá là hay, khá thú vị. Ở bên trong này rất là nhiều, ví dụ như ở đây có cả quay lợn cũng là gà thứ. Ở bên trong này rất là khu ẩm thực tươi sống các bạn ạ. Ở bên trong này. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây là rất là nhiều rau củ quả. À bên trong này là chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Đấy, chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên rất là hay luôn. Ở bên trong chợ này. Đấy. Ở đây là có rất là nhiều đấy luôn. Nấm. Chào cô. Chào bác nhá. Vâng. Cháu dạo qua chợ một tí cô ạ. Đây bán. Vâng. Ăn lẩu cái thứ. Ở đây là khu ẩm thực tươi sống các bạn ạ. Ở bên trong này các bạn. Đây. Đó. Bên trong này rất là nhiều luôn. Đây có nhiều hoa luôn. Ở bên trong phía bên tay phải của các bạn đang xem ấy, thì ở bên trong này là đang xây một cái chợ Mường Thanh mới các bạn ạ. Chợ Mường Thanh mới này sẽ thay thế cái chợ cũ ở đây. Có thể là sẽ đổi mới hơn các bạn ạ.
Đây là phía chợ dự án là chợ và thương mại dịch vụ ở Mường Thanh. Thì chợ này đang với một quy mô là làm lại sao ấy. À đây, chợ thương mại như là đang dịch vụ đang làm chợ ở bên trong này các bạn ạ, làm khu thương mại như là các thứ. Đây là phía bên trong ngoài rìa của chợ. Ở đằng sau này mình sẽ qua thành phố Điện Biên các bạn nhé. Ở bên trong này là toàn là khu ẩm thực tươi sống các bạn ạ, ở phía bên trong này. Đây là rất là nhiều đấy luôn. Rất là nhiều thịt gác bếp cũng như các thứ. Đấy các bạn thấy là rất là nhiều đặc sản sản vật này. Thịt trâu các bạn ạ. Chào cô nhá. Vâng. Vâng, cháu tham quan chợ một tí cô ạ. Vâng. Rất là nhiều giò các bạn bán ở đây. Vâng, giò chả các thứ. Chúc cô đã hàng nhá cô ơi. Vâng. Đây các bạn thấy chưa? Đây là bên trong chợ Mường Thanh thành phố Điện Biên luôn ạ. Thanh toán rất là đơn giản, không dùng tiền mặt luôn, rất là hiện đại. Mình sẽ vào bên trong chợ Mường Thanh ở bên trong này các bạn ạ. Đây rất là nhiều đặc sản sản vật địa phương này. Ví dụ như ở đây có rất nhiều những cái nấm các bạn ạ. Nấm rừng, toàn nấm rừng các thứ các bạn. Nhiều luôn. Ở đây là hàng tạp hóa này. À ở đây có một miến rong rất là nổi tiếng. Ở đây cũng có rất miến rong rất là nổi tiếng. Ở đây có bánh phở này, được sấy khô này, chẩm chéo này. Rất là nhiều hương vị Tây Bắc. Đây rất là nhiều luôn. Ở đây miến rong các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Được đóng thành túi như này. Đó, những cái hàng này, hàng nhu yếu phẩm thiết yếu rất là cần thiết luôn các bạn ạ. Không thể thiếu được. Đấy. Các bạn nhịn ăn nhịn đói bao nhiêu ngày cũng biết. Nhưng mà các bạn vẫn phải ăn các bạn ạ. Sau một tuần các bạn không có ăn là các bạn cảm thấy kiệt sức rồi. Rất là nhiều nấm luôn. Đấy, toàn là đặc sản thôi. Chào bác nhá. Vâng, cô ạ. Đây là măng mầm với các thứ ở đây rất là nhiều luôn, đặc sản. Vâng, ở bên này nữa cô ạ. Rồi, rất nhiều gian hàng. Cháu dạo qua một tí cô ạ. Vâng. Đấy, rất là... Đó, ở bên trong này chủ yếu là những cái măng và rất là nhiều đồ dùng thiết yếu luôn. Đấy, rất là đồ dùng kia. Măng, ớt, được các thứ. Đấy. Đó, là phía bên... Chào cô nhá. Vâng, cháu dạo qua một tí. Vâng. Đây các bạn thấy ạ. Rất là nhu yếu phẩm. Rất là khoai, khoai này khoai sọ. Khoai này to các bạn ạ. Đấy. Đất đai màu mỡ, kèm theo những cái đặc sản sản vật địa phương cũng rất là thơm ngon, cũng là rất là to luôn các bạn ạ. Lạc này bao nhiêu tiền một đấy đấy bác? 70.000 một cân. 70.000 một cân à? À lạc đây, lạc đấy, lạc bóc vỏ rồi. 70.000 một cân các bạn ạ. Cái này bóc vỏ ra lâu chưa bác? Mới thôi phải không? À. Trồng ở trên này hay là mình nhập từ đâu về? À. Vâng. Ở địa phương luôn các bạn ạ. Đây, có đố các thứ. Chúc cô đắt hàng nha cô ơi. Đây. Bên này có rất là nhiều rau. Ở phía bên kia là thực phẩm tươi sống là thịt bò, thịt lợn, thịt trâu các thứ ở bên kia các bạn ạ. Ở dãy phía bên kia này. Đấy. Ở đây chủ yếu là bán những cái nhu yếu phẩm thiết yếu thôi các bạn. Bán rất là đấy nhiều luôn.
À, phía bên này. Đấy các bạn, về dãy bên này chủ yếu bán lợn cũng như các thứ. Đấy, dãy bên này là những cái thực phẩm tươi sống các bạn ạ. Ở phía bên này rất là nhiều. Đấy, mình sẽ dạo qua chợ một tí xem có cái gì hay không các bạn. Đây chủ yếu rau. Cá. Rất là nhiều luôn, rất là to luôn. Ồ, để bán cả ếch nữa các bạn. Đây là chắc là ếch nuôi đã gì. Ếch này rất là ngon luôn các bạn. Đây là lấy về để làm lẩu ăn nhỉ. Lẩu ếch. Ớt vàng lên xong xào như xào thịt bò ấy, xong cho lá lốt, lá tí tô vào. Không biết nấu đéo đâu, chị Giang chị Cà như thế. Đây bọc vỏ. Đây thấy tôm các bạn. Ơi, cua đồng này các bạn, ngon chưa? Vâng, chào cô. Xay cho luôn các bạn. Lấy về làm để làm canh cua cũng như là mồng tơi các thứ các bạn. Rất là ngon luôn. Cái này là ở phố người ta quý cái món này lắm đấy cô ạ. Vâng. Ở đâu cũng quý cô chờ. Được. Vâng, đứng ở cánh cua các bạn ạ. Đây có gà cái thứ. Ở đây có cả mực nữa các bạn, mực cái thứ. Cái này tươi sống chú nhỏ. Đấy, rất là đấy còn lạnh này. Ở bên rất là nhiều gạo các bạn ạ. Vâng cô. Gạo cũng như là ngô các bạn ạ. Ở đây có thóc, lúa nếp, nếp nương các thứ các bạn ạ. Ở đây rất là nhiều. Ở đây có cả rất là nhiều luôn ạ. Đây. Đó. Gạo thơm thượng hạng rất là nhiều. Chúc cô đắt hàng nha cô. Rất là nhiều thịt trâu luôn ạ. Chào cô, chào chị nhá. Đấy. À đây có món quay rất là nổi tiếng. Chào anh nhá. À vịt quay luôn. Hay. Quay lợn. À thịt sấy các loại luôn. Rồi thịt trâu luôn. À lợn quay thì mình có quay giống như ở Lạng Sơn không anh? À có luôn à. Đấy hay nhờ. Đấy. Thế thì có. Vâng. À thì trâu ở trên đấy. À trâu đang sấy ở trên luôn các bạn ạ. À cứ tưởng là trên này không có mà hay ra có thịt luôn ở dưới này trên này. À thịt trâu các bạn ạ. Thịt trâu. Trâu này đang cũng đang ở trên đấy làn sấy luôn các bạn ạ. Thành phẩm thì xong rồi đây. Vâng. À đây thành phẩm ở bên kia luôn. Hút hút chân không luôn anh nhỉ. Đây. À. À đây từ A đến Z. Tất cả luôn. Vâng. Thịt trâu các bạn ạ. Có thể hút chân không luôn rồi các bạn. Rất là hay luôn. Đấy. Thì các bạn có thể đến địa điểm này các bạn để tham quan cũng như là mua những cái đặc sản sản vật về để làm quà cũng như các thứ ăn. Rất là nhiều luôn. Đấy. Chúc anh đón hàng nha anh ơi. Vâng, vâng, chào anh nha. Vâng. Đấy, rất là hay. Đấy mình dạo qua một tí để các bạn biết được các bạn. Đây là có rau củ quả rất là nhiều luôn các bạn. Đây là bánh các bạn ạ. Đấy, rất nhiều bánh luôn. Đây là ốc này. Đấy, rất nhiều ốc luôn. Chào cô, chào cô nhá. Vâng. Chúc cô đắt hàng nhá cô ơi. Vâng. Cháu quay giới thiệu một tí cô ạ. Vâng.
Đây các bạn thấy chưa? Lươn. Rất nhiều cá, nhiều lươn, nhiều tôm các bạn ạ. Có loại luôn các bạn ạ. Chào cô nhá. Đây các bạn thấy chưa? Hay chưa các bạn ạ? Ở đây là có rau các bạn ạ. Có bắp, có tôm. Không, chợ này phục vụ chủ yếu là cho bà con nhân dân cũng như là nhu yếu phẩm thiết yếu các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều luôn. Ở đây có rất nhiều tôm tép cũng như là các thứ luôn ở đây này. Cực kỳ đấy luôn. Chất lượng luôn, đúng là kiểu tươi sống các bạn ạ. Đấy các bạn có thấy là mình sẽ dạo qua bên phía bên này các bạn. Hay nhờ. Rất là nhiều những cái. Chào bác nhá. Rất nhiều trứng này. Trứng gà ta luôn các bạn. Đấy. Rất nhiều táo các bạn. Vâng. Chào chị nhá. Chào cô nhá. À, đây là cây mật gấu các bạn nhá. Tứ khửn. Cây mật gấu các bạn thấy chưa? Rất nhiều là gừng đen các bạn ạ. Ở đây gừng đen này về để làm thuốc hay là các thứ rất là hay. Là sâm đương quy các bạn. Chào bác nhá. Ba kích rừng các bạn ạ. Ở đây có ba kích rừng luôn. Đấy sâm đương quy này. Đấy các bạn thấy cái rễ dài chưa? Đương quy. Đấy, sâm đương quy có thể trồng cái thứ rất là hay luôn. Đấy, sâm đương quy. Đấy. Đây là tam thất tươi này các bạn. Đấy. Sâm cau rừng này rất là nhiều luôn. Đấy rất đỏ. Thế là vì lấy về ngâm rượu là làm thuốc là chế biến các món ăn cũng được các bạn. Đấy. Có mật ong ấy thì không? Chúc cô đã đang cô ơi. Ở bên này à, ở đây có hạt dẻ, đấy hạt dẻ đâu đấy cô? Trùng khánh to thế này, trùng khánh to thế này cô, hay nhờ, cháu xem một tí nhá. À, cái này là chưa đấy đâu phải không? Chưa sấy đâu nhờ, còn tươi, con ạ, à, đấy, ngon chưa? Đấy. Cái này bán theo cân à cô? Bán theo cân cho cô nhỉ? Giờ cái này cân là tầm khoảng bao nhiêu cô? À 50.000 một cân khoảng. Đấy, có thể là nhiều lúc có phải 60-70.000 bình thường cô nhỉ. Hạt cái vỏ của nó mỏng dính thế này. Vâng. Đấy vừa có ăn đây này. À. À. Vỏ nó mỏng lắm, nó tầm nhân thôi, tầm hạt thôi. Vâng. Đấy hay. Đấy, to luôn đó. Dạ. Cháu dạo qua chợ một tí cô ạ. Vâng. Dạo qua chợ bên này một tí. Có gì tí cháu quay lại. Vâng. Không, bắp cải nhá. Đây rất là nhiều đấy luôn. À đây có rất là nhiều măng các bạn ạ. Đây là măng rừng các thứ. Đây rau má rất là nhiều luôn. Chào chị nhá. Đấy. Vâng, cháu em dạo qua chợ một tí chị ạ. Đây các bạn nhót rất là hay luôn. Yếu bán cái nhu yếu phẩm thiết yếu này. Đấy. Đó. Này có nhót các thứ. Đây mình sẽ dạo qua bên này một tí. Ở phía bên thành phố bạn, ở phía là mình đang qua phía cầu Bường Thanh các bạn. Tún khử tam thất. Cây mật gấu rất là nhiều luôn. Có cả táo mèo, chuối rừng các thứ luôn ở đây. Rất là truyền thống luôn. Tắc kè đá các bạn ạ. Là cây tắc kè đá rất là khác biệt nhờ. Cái này là cây sâm xuyên đá các bạn ạ. Đấy. Ba kích rừng này nó đỏ đỏ như này các bạn thấy chưa? Ba kích rừng. Sâm xuyên đá. Đây có rất là nhiều khoai chao ba nhá. Rồi. Đây, khoai trắng, khoai đỏ, khoai mon. Vâng, rất là nhiều luôn. Vâng.
nghệ các thứ. Chúc bà đắt hàng bà ơi. Chào chị nhá. Đây. À bên này còn có rất là nhiều luôn con. Chào chị nhá, chào cô nhá. À đây gà. Đây gà, gà bản. Vâng. Cháu quay quảng bá chợ một tí chị ạ. Ngày mai có vẻ có thể là đắt hàng hơn đấy chị. Đây là gà. Không có gà rừng à bác? À. Vâng. Ngày mai chắc là bà chắc chắn là bán được đầu tiên luôn mà. Đây. Còn là cháy hàng đấy bà ngày mai. Đấy rất gà này, gà. Đây các bạn thấy gà đây rất là ngon luôn các bạn. Đó, thấy chưa? Đây, gà vịt. À ở đây là có các bạn có thể bán gà rất là nhiều luôn. Đây toàn gà thiến các thứ, có một số là gà thiến các thứ. Gà rừng, à gà bản nhỉ. Gà bản luôn các bạn. Thấy rất là nhiều gà bồ câu các thứ. Đấy. Đó các bạn ở bên phía bên này là cái chợ bờ sông, cái sông Nậm Rốm các bạn ạ. Ở đây là sông Nậm Rốm các bạn. Đây sông Nậm Rốm. Ở bên kia là có cái nước để ngăn đập lại. Đây ở bên trong này cũng có, bên ngoài này cũng có. Đây tối qua mưa rất là nhiều các bạn thấy là cái nước sông ở đây rất là đục luôn các bạn. Đấy. Đây là cây cầu Mường Thanh các bạn ạ, rất là nổi tiếng các bạn có thể thấy này, cầu Mường Thanh 14 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954 các bạn thấy chưa? Các bạn có thể thông tin về sự kiện này. Đây các bạn có thể xem ở đây là cái súng Trọng Liên 4 nòng các bạn ạ.